Con mèo chảnh chọe. Misu, em yêu của chị, dậy thôi nào. Chị đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm sáng cho em rồi đây. Xí, vụn bánh mì ở đâu ra thế? Bẩn cả bộ lông của mình. Chị đã dọn dẹp sofa sạch sẽ rồi. Lại đây với chị nào em yêu. Đúng cái vị mình thích rồi. Cô chủ mua loại khác, mình sẽ bỏ ăn cho mà biết. Cái này mới gọi là bánh hảo hạng chứ. Bánh thơm ngon lắm đúng không? Chị phải đi tới 10 cửa hàng chuyên bán thức ăn cho mèo mới tìm được loại bánh này đó nghe. Nên là em phải chịu khó ăn đó, không được bỏ bữa nữa, nhớ không nào? Sữa nóng thế này cũng đưa lên mình á, không thể chấp nhận được. Ôi thôi chết, chị sơ ý quá. Để chị làm nguội sữa lại một chút cho em dễ uống nhé. Thương thương. Meow meow. Không biết mẹ đẻ của mình là ai nhỉ? Từ nhỏ tới giờ mình sống ở đây, ngoài cô chủ ra mình không biết ai cả. Nhưng mình được cô chủ chiều chuộng, cung phụng mọi thứ trên đời thế này thì chắc chắn mình phải là một loài quyền quý cao sang rồi. Ui da, đau quá, đau quá. May quá, thoát nạn. Chậm chút nữa là toi đời chứ con chó dữ rồi. Ý, cậu là ai? Tại sao cậu lại chui vào nhà tôi? Cút đi, đồ bẩn thỉu. Ê, người anh em, sao nỡ xua đuổi tôi vậy? Này, đừng thấy sang bắt quan làm họ. Anh em gì với cậu? Người thì hôi hám, chân tay lại nhét nhát lấm lem, làm bẩn hết cả cửa sổ nhà tôi rồi kìa. Mau đi khỏi đây đi, nếu không cô chủ của tôi ra thì cậu no đòn đó, biết không hả? Tôi bị con chó dữ ngoài kia đuổi đánh nên mới trốn vào đây ẩn nhờ thôi. Với dù gì chúng ta cũng chung họ hàng gốc gác, cậu làm gì mà khó khăn vậy? Cái gì cơ? Cậu nói tôi với cậu chung họ hàng á? Cậu mở mắt ra nhìn xem, tôi với cậu có điểm gì giống nhau không? Không đời nào tôi lại có chung gốc gác với một loài bẩn thỉu hôi hám như cậu đâu. Đúng là không biết thân biết phận. Cậu Misu yêu quý của chị, chị phải đi vắng mấy hôm, không thể mang em theo được. Em ở nhà nhớ phải ngoan nhé, đừng đi đâu xa, kẻo lạc đường nhớ chưa. Chị về sẽ có quà cho em. Chà, đàn bướm mới đẹp làm sao. Ủa, đàn bướm bay đi đâu rồi nhỉ? Mà đây là đâu? Sao lạ hoắc thế này? Ngươi là ai mà dám bén mảng trên lãnh địa của ta kiếm ăn thế này hả? Sao để về nhà được đây? Em là ai? Sao lại ngồi đây khóc thế này? Em bị lạc mẹ à? Mẹ em ở đâu? Để anh đưa em về. Em không biết mẹ em là ai. Em không có mẹ. Nhưng em muốn về nhà. Em sợ lắm. Thế em có biết nhảy không? Có, em có biết nhảy. Em cũng biết leo trèo nữa ạ. À, thế là đúng rồi. Em cùng họ hàng với anh rồi. Thôi nào, ngoan, đừng sợ, đừng khóc nữa nha. Anh sẽ dẫn em về nhà. Em ăn đi rồi nghỉ nha. Sáng sớm ngày mai anh sẽ dẫn em đi tìm mẹ. Em không ăn được thứ này. Em chỉ ăn được bánh và uống sữa thôi. Hả? Thỏ làm gì biết uống sữa chứ. Có chuyện gì mà om sòm lên thế thỏ con? Tối rồi đó, để mọi người nghỉ ngơi chứ. Bác thỏ ơi, có một em vừa bị lạc mất mẹ. Lúc đầu cháu cứ ngỡ là họ hàng nhà mình vì cũng có đuôi dài, nhưng hình như không phải. Bác vào trong này xem giúp cháu với ạ. Trời đất ơi, đuôi dài lại biết trèo cây thì chỉ có sóc thôi, không lệch đi đằng nào được. Thôi nào, đi theo bác. Bác dẫn cháu về nhà nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Ai đấy? Đêm khuya rồi có chuyện gì vậy?
Tôi đây, tôi thỏ đây mà. Có một chú sóc con bị lạc đường, tôi đưa tới đây nhờ ông chăm sóc giúp. Tội nghiệp, nó đói lả đến nơi rồi. Bác cứ bảo nó trèo lên đây, tôi còn đang dở tay không xuống được. Cháu ăn đi kẻo đói. Thông rừng bác vừa hái về còn thơm ngon lắm đó nha. À, cứng quá, gãy cả răng rồi. Cháu làm gì thế hả? Quả thông ngon lành thế kia, sao lại dứt đi? Có biết bác phải vất vả thế nào mới hái được nó không hả? Nhưng cháu không ăn được thứ quả này, nó cứng, làm cháu gãy cả răng đây này. Sóc thì thích ăn nhất là quả thông, thế mà cháu lại kêu không ăn được. Vậy cháu thích ăn gì? Nói bác xem nào, nấm khô nha. Không, cháu thích ăn bánh quy thôi. Hay, bánh quy là cái thứ dơ dẫn gì kia chứ. Thôi đúng rồi, cháu đâu có thuộc họ sóc chúng ta. Không đâu, đây không phải là con tôi. Con tôi đâu có cái lông đuôi dài thế kia, mà đứa bé đâu có gai nhọn như các con tôi đâu chứ. Vậy cháu là con của ai? Biến đi, ai cho cậu vào đây hả? Cho tôi tá túc một hôm, tôi mệt lắm. Mới hôm trước cậu còn khinh tụi tôi bẩn thỉu, hôi hám kia mà, thế mà bây giờ lại nằm chỗ dơ bẩn chật hẹp này sao? Cậu cao sang quyền quý lắm mà. Biến đi, biến đi, nếu không đừng trách tụi này ác độc đó. Trời đất ơi, dừng lại ngay, các cháu đang làm gì thế hả? Tại sao cùng anh em họ hàng với nhau, không yêu thương nhau thì thôi, lại đánh đuổi nhau như kẻ thù thế này? Họ hàng sao? Chính cậu ta từng nói không đời nào chung gốc gác với loài bẩn thỉu hôi hám như chúng cháu kia mà. Vậy bây giờ cậu ta còn tới đây làm gì chứ ạ? Giờ nhìn bộ dạng cậu ta chẳng khác nào mèo quan bọn cháu. Đêm qua em bị lạc, không tìm được đường về nhà. May lúc đó bà đi kiếm ăn ngang qua, nhận ra là họ hàng nhà mèo mình, nên đã đưa em về đây. Lúc ấy các cháu ngủ cả rồi, nên bà không tiện gọi dậy. Thôi nào, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vì em còn nhỏ, lại được quen nuông chiều, nên không biết họ hàng gốc gác của mình là ai, vì thế mới có suy nghĩ như vậy. Bây giờ em đã biết rồi, các cháu cũng không nên chấp nhặt nữa, mà phải biết yêu thương, giúp đỡ em, nghe không? Vâng ạ. Nhưng mà từ sau bỏ ngay cái thói kẹo cảnh đi nhé. Đúng thế, cũng chỉ là loài mèo như nhau cả, mà còn thích bên mà. Xí. Không phải vì có bà, chúng ta không tha cho mày đâu. Xem ra mình cũng có khả năng bắt chuột như các anh đấy chứ. Bây giờ thì mình biết chắc mình đích thực là loài mèo rồi. Hóa ra đã là gốc gác nguồn cội, thì dù muốn hay không, nó vẫn thuộc về ta. Sâu rớm và ốc sên. Cậu kia, mau vào đây, trốn đi chứ. Hả? Sao phải vậy chứ? Nó kìa, nó kìa. Ôi, sao cậu lại tài giỏi như thế? Con chim đó chẳng làm gì nổi cậu, nên đã phải bỏ đi kìa. Cậu thấy không? Vỏ của tớ rất chắc chắn và an toàn đúng không? Ôi, tuyệt quá! Mình ước cũng có một cái vỏ như vậy. Sao cơ? Cậu cũng muốn có một cái vỏ trên lưng hả? Việc đó cũng không khó lắm đâu. Mình biết một bãi cát gần đây có nhiều vỏ ốc lắm đấy. Thật không? Ốc sên, cậu chỉ cho mình với. Cậu chọn lấy một cái mà dùng, ở đây có nhiều lắm. Hay quá! Thank you.
những cái lông xinh đẹp của mình. Ôi, tấm áo giáp mới của mình. Hay cậu thử vỏ ốc này đi. Ôi, cái vỏ ốc ấy quá nhỏ đối với tớ thì phải. Cái vỏ ốc này to hơn nhiều đấy. Ây chà, chỗ này cũng thoải mái lắm. Chúc mừng cậu, thế là từ nay cậu không còn phải sợ mấy con chim kia nữa nhé. Ha ha, cảm ơn cậu. Trời ơi, thế này thì làm sao mà về nhà được? Những cái lá non của tôi ở tít trên ngọn cây cao kia cơ. Đói quá, mệt quá, nặng quá, mình không thể nào trở về ngọn cây. Phải làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ lại chiếc áo giáp này. Trời ơi, một con chim nguy hiểm. Làm sao phá được nhà của ta cơ chứ? À! Ôi, không xong rồi. Ồ, những chiếc lông nhọn của mình chính là thứ vũ khí tuyệt nhất dành cho mình rồi. Dù đã vất vả khổ công mang vác cái vỏ an toàn như của ốc sên, nhưng cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Hóa ra biết sử dụng và phát huy những ưu điểm vốn có của mình mới là tuyệt nhất. Sự tích cái chổi. Giá như ngày nào cũng được Ngọc Hoàng mời đến dùng bữa như thế này, bà đầu bếp của Thiên Đình nấu quá ngon. Tôi cũng ước có được một đầu bếp như thế. Ôi, ngon quá. Ăn thêm tí nữa vậy. Bà ấy lại thế nữa rồi. Bà cứ thế này, Ngọc Hoàng biết được thì sẽ không hay đâu ạ. Ôi dào, nhiều thức ăn thế này, ăn một chút có sao đâu. Cô cứ bê dần lên đi, tôi ra ngoài lấy ít nước và pha chè. Dạ chào bà, tôi là người giữ ngựa của thần Sét. Tôi qua đây cho con ngựa uống ít nước. Vâng, không sao, ông cứ cho ngựa uống nước đi. Bà để tôi giúp cho. Ông ấy thật tốt bụng. Ờ, được rồi đó, bà xách nước về đi. Vâng, cảm ơn ông. Chẳng hay ông ở đây thì ăn uống, nghỉ ngơi thế nào? À, tôi chỉ ở đây đợi khi nào thần Sét về thì tôi về nhà ăn cơm sao thôi ạ. Vâng, thế tôi vào làm việc tiếp đây. Tôi có ít thức ăn, ông ăn cho đỡ đói. Ồ, tôi không dám nhận đâu. Ông cứ ăn đi, không có sao đâu. Tôi là đầu bếp của Thiên Đình mà. Ôi, nhìn ngon quá. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn ngon thế này. Bình thường tôi chỉ ăn cơm nắm với uống nước lã thôi à. Vậy từ sau tôi lại lấy thức ăn cho ông nhé. Ấy chết, không cần đâu ạ. Bà cho tôi ăn bữa này là được rồi. Không sao đâu mà ông. Bà lại lấy thức ăn đi đâu vậy? Tôi đi ra đây một lúc thôi à. Hôm qua Ngọc Hoàng đã có vẻ nghi ngờ rồi đấy ạ. À, làm sao Ngọc Hoàng biết được? Nói chung việc lấy thức ăn như vậy là sai phạm. Nếu tôi là người lấy chứ phải cô đâu nhỉ. Cô hãy làm cho tốt việc của cô đi. Hey,
thật là bực mình. Ông, bà vẫn lấy đồ ăn trong triều đình ra cho tôi ư? Tôi cảm ơn ý tốt của bà, nhưng từ nay đừng có như vậy nữa. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình, những điều sai trái thì không nên. Tôi vừa hái ít đào mang cho bà, thôi tôi về đây. Cảm ơn Ngọc Hoàng đã đãi tiệc. Ngày lâu ngày mới lên thiên đình chơi, chắc chắn ta phải khoản đãi chu đáo chứ. Ta nghe danh đầu bếp tài ba của ngài đã lâu, nay mới có dịp thưởng thức. Nhiều thức ăn ngon thế này, giờ này chắc ông ấy chỉ ăn cơm nắm. Mời ngài dùng bữa. Vâng, mời ngài. Thức ăn này rõ đã có người động đũa, tất cả các đĩa đều bị bước đi. Gì cơ? Ta chắc chắn phải trừng trị thích đáng. Hạ thần ngàn lần xin lỗi ạ. Gây tội thì phải xử phạt. Ngươi đã lạm dụng việc công để phục vụ lợi ích riêng của mình. Ta xử phạt ngươi trở thành chiếc chổi chuyên quét dọn, làm sạch thức ăn thừa của dương gian. Khoan đã thưa Ngọc Hoàng. Vì thương thần mà bà ấy đã lấy trộm thức ăn, vậy xin Ngọc Hoàng xử tội thần. Thưa Ngọc Hoàng, ông ấy không hề. Là tội do thần thưa Ngọc Hoàng. Hừ, bà ta là thủ phạm, còn ông cũng là tòng phạm. Không ai thoát được tội này. Ta sẽ biến hai ngươi thành chổi để các ngươi phải làm việc luôn tay và tìm thức ăn trong rác bẩn. Thưa Ngọc Hoàng, họ tuy phạm lỗi nhưng cũng vì tình nghĩa. Với lại xuống dưới đó lúc nào cũng chăm chỉ. Hay chăng người nên giảm bớt hình phạt cho họ? Vậy thì ta sẽ cho chổi nghỉ ngơi vào 3 ngày Tết. Trong 3 ngày Tết, con người sẽ không phải quét nhà. Từ đó, con người trần gian có thêm một vật dụng là cây chổi quét nhà. Tục lệ không quét nhà trong 3 ngày Tết cũng bắt nguồn từ mệnh lệnh của Ngọc Hoàng để cho cây chổi được nghỉ ngơi. Bọn họ đã hối lỗi, chăm chỉ làm việc, hãy để họ nghỉ làm vào những ngày Tết đầu năm. Vâng, thưa Ngọc Hoàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.